Sự thật động trời. Trời nắng thỏ đi tắm nắng. À, cứu với, có ai không? Cứu với, cứu với, có ai không? Cứu với. Hình như có tiếng kêu cứu ở quanh đây. Cứu tớ với, ở trên này con. Thỏ con à, sao cậu lại bị treo ngược lên như vậy? Tớ không may bị dính bẫy của người đi săn. Gà gô, giúp tớ xuống với, nhất định tớ sẽ cảm tạ. Cậu đừng có cử động, nút buộc sẽ càng thắt chặt hơn đó. Để tớ xem nào. À, đây rồi. Ôi, đau quá. Cảm ơn gà gô đã cứu mạng. Từ nay trở đi chúng ta là bạn tốt của nhau nhé. Tớ cũng rất vui được làm bạn với cậu. Chị cáo, chị tha cho tôi đi. Xin chị mà. Mày nói dễ nghe nhỉ. Tha là tha thế nào? À, phải rồi. Mùa đông đến rồi. Giờ tao đang rất muốn có một chiếc áo lông gà bóng mượt và ấm áp. Mày kiếm được cho tao, tao sẽ tha cho mày. Tôi sẽ nghĩ cách. Tôi hứa. Nếu không giữ lời, tao sẽ bắt giết cả họ hàng nhà mày. Nhớ chưa? Trời, phải làm sao đây? Làm sao có thể bỏ mặc thỏ con được chứ? Mình ôi da, đau quá. Đây là chiếc áo khoác kết bằng lông của tôi. Bạn hãy mang đến cho mụ cáo già kia đi. Gà gô, sao cậu biết chuyện này? Tớ tình cờ nghe được. Cậu mau cầm lấy đi. Mình không thể làm thế được. Lần trước cậu đã cứu mình một lần rồi. Nếu thiếu đi bộ lông, cậu sẽ phải làm sao đây? Đừng nói thế. Bạn tốt là phải giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh chứ. Vài tháng nữa thôi, bộ lông của mình sẽ mọc lại. Có khi đẹp hơn xưa ấy chứ. Cảm ơn cậu nhiều. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mẹ, mẹ ơi. Gà gô ơi, tớ đã tìm được bác sĩ gấu đến rồi này. Sao rồi bác sĩ gấu? Bệnh của mẹ gà gô làm sao ạ? Gà gô mẹ vốn sức khỏe đã yếu, kết hợp với thời tiết trở lạnh gần đây nên bị cảm hàn nặng. Bác e là chỉ có một cách. Cách gì ạ? Bác sĩ nói mau lên. Phải làm thế nào mới chữa được bệnh của mẹ cháu đây? Gà gô, cháu ra ngoài lấy giùm bác ấm sắc thuốc đi. Dạ. Bác sĩ nói nhanh đi. Cách gì vậy thưa bác sĩ? Bác có một bài thuốc gia truyền có thể cứu gà gô mẹ. Cần một cái đuôi thỏ thật dài. Cần cái đuôi của loài thỏ sao? Cảm ơn bác sĩ gấu đã chữa khỏi bệnh của tôi. Mẹ, cháu cảm ơn bác sĩ đã cứu chữa khỏi bệnh cho mẹ cháu. Cháu nên cảm tạ người bạn tốt của mình. Nếu không có cậu ấy thì thuốc của bác chắc cũng không ăn thua đâu. Là sao ạ? Chính nhờ thỏ con đã không ngại ngần hy sinh chiếc đuôi dài của mình để cứu mẹ cháu khỏi cơn bạo bệnh. Ôi, thỏ con! Thỏ con! Thỏ con ơi! Thỏ con! Thỏ con! Thỏ con, sao cậu phải làm vậy chứ? Tớ và mẹ phải làm sao để trả ơn cậu đây? Không, cậu đã cứu mạng tớ, đã hy sinh cho tớ rất nhiều. Cái đuôi của tớ có đáng gì đâu. Nhưng giờ trông tớ xấu xí thế này, cậu và mọi người còn muốn chơi với tớ nữa không? Không đâu thỏ con à, cậu là người bạn tốt bụng, xinh đẹp nhất mà tớ từng biết. Na và Mận. Bố mẹ ra đồng đây, hai chị em ở nhà thu vén mọi việc nhé. Xong chị Mận ra vườn cắt rau về nấu cám cho lợn ăn. Còn Na thì quét dọn nhà cửa vườn tược nhé. Dạ vâng ạ.
À, hôm nay bố đi bừa, chắc nhặt được cua đó. Gần trưa hai chị em ra cắt ít bạc hà, trưa còn canh chua nha, nhớ chưa? Dạ rồi ạ. Nè, em phải cho con đen ăn với chứ. Sao em cứ cho con tâm thể ăn hoài vậy? Con đen là của chị, kệ nó chứ. Em thật là... Mà sao giờ này vẫn chưa quét dọn gì thế? Trưa bố mẹ về em sẽ bị đánh đòn. Chị! Nè, em đi cắt bạc hà đi, trưa còn nấu canh cua. Hả? Sao chị không đi cắt đi, cứ sai em thế. Chị nấu cơm rồi, em phải đi cắt bạc hà chứ còn gì nữa. Từ sáng đến giờ em chỉ mỗi việc là quét dọn. Còn chị phải làm bao nhiêu việc, còn tị nạnh gì nữa hả? Em không đi, chị đi mà cắt. Nè, đứng dậy đi, đi cắt bạc hà ngay, lừa nhát vừa thôi. Bướng hả? Đứng dậy ngay. Em không đi đây, chị đi mà cắt. Không đi này. À, à, em ghét chị cũng ghét em, đồ lười nhác, hỗn láo. À, à. Mận, nè, bỏ nhau ra. Lại đánh nhau, sao lúc nào cũng chồng chọc nhau thế hả? Tại em Na không chịu làm gì cả, con đã nấu cơm, bảo em đi cắt bạc hà. Em ý không đi mà còn bướng. Chị Mận bắt nạt con. Chị em như thể tay chân, thế mà các con không biết yêu thương, nhường nhịn nhau, bố mẹ rất buồn. Từ nay hai đứa không được như thế nữa, nhớ chưa? Thôi, cây Mận vào làm cua với mẹ, còn Na đi xuống vườn cắt bạc hà, nhanh. Dạ vâng. Con Tam Thể sao cứ kêu hoài vậy thế nhỉ? Đúng rồi đó, nó bị làm sao vậy nhỉ? Chị thấy nó kêu từ 4 giờ sáng đến giờ á. Nè, con vào xem con Tam Thể sao mà kêu suốt từ sáng đến giờ thế. Vâng ạ. Nó sao thế con? Xem nó bị đau ở đâu hay thế nào? Con nghĩ không phải nó đau đâu ạ. Chắc không thấy con đen đâu nên nó kêu đấy bố. Từ sáng đến giờ con không thấy con đen đâu. Đúng rồi ạ, con đen đi đâu từ đêm qua rồi. Đêm qua trước khi đi ngủ, con tìm nó mà không thấy đâu. Thế à, các con thử gọi nó xem con đen nó có về chưa. Em đi tìm trong nhà nhé, chị ra ngoài vườn tìm nha. Mận ơi, Na ơi, không phải tìm nữa đâu con. Con đen về rồi nè. Ơi, con đen về rồi. Đen, mày đã đi đâu thế hả? Con Tâm Thể vui chưa kìa, chắc nó mong con đen lắm. Chúng rất yêu thương nhau phải không các con? Đúng rồi đó ba ơi, con đen có gì ăn đều chia sẻ với con Tâm Thể. Con Tâm Thể cũng vậy, chúng chẳng bao giờ cắn nhau cả. Các con này, các con thấy hai con mèo nhà mình yêu thương, quấn quýt nhau hơn hay là nhìn chúng gây gổ với nhau? À, tất nhiên là thấy chúng yêu thương nhau rồi ạ. Thấy chúng hòa thuận với nhau, các con có vui không? Có chứ ạ. Các con thấy đấy, mặc dù chúng chỉ là vật nuôi trong nhà, nhưng chúng ta sẽ rất vui và hài lòng khi nhìn thấy chúng hòa thuận với nhau. Ngược lại, nếu chúng hay gây gổ, chắc hẳn chúng ta rất đau đầu và cảm thấy buồn, đúng không các con? Vâng, đúng ạ. Còn các con là con của bố mẹ, những đứa trẻ mà bố mẹ đứt ruột đẻ ra. Các con có biết rằng, khi nhìn các con hay gây lộn, cãi cọ nhau, các con có biết bố mẹ đau lòng đến nhường nào không? Người ta vẫn thường nói, anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Với những bậc làm cha mẹ, điều khiến cha mẹ vui và mong muốn nhất ở các con chính là điều này. Bố ơi, chúng con hiểu rồi ạ. Từ nay, chúng con sẽ yêu thương, đùm bọc nhau. Sẽ không làm bố mẹ buồn nữa. Chúng con xin lỗi bố. Đúng rồi, ngoan lắm. Các con là bảo vật vô giá của bố mẹ. Bố mẹ yêu các con. Bác Tiều Phu và con hổ. Đói bụng quá, cả ngày rồi chưa được ăn miếng thịt nào vào bụng. Tuyệt quá, đúng là cầu được ước thấy.
Chết rồi, ta mắc bẫy tên thợ săn rồi. Cái bẫy này chắc chắn quá. Ta dùng mọi cách rồi mà vẫn không thể phá được. Làm sao bây giờ? À, ta nghĩ ra cách rồi. Ta sẽ thoát ra khỏi bẫy, lại còn được một bữa trưa ngon lành. Đúng là vẹn cả đôi đường. Chào bác Tiêu, sao bác lại đi qua đây? Ta vào rừng đốn củi chứ sao. Còn ngươi, sao lại chui vào củi thế này? Tôi tham ăn quá nên mắc bẫy thợ săn. Tôi đã ở trong này hơn 3 ngày rồi mà không có lấy một mẫu thức ăn nào hết. Tôi chỉ biết nằm chờ chết thôi. Tội nghiệp, ta chỉ còn mẫu bánh mì này, ngươi ăn tạm vậy. Cảm ơn bác về miếng bánh, nhưng tôi khuyên bác nên về đi. Ở trong rừng này nguy hiểm lắm. Những loài vật ăn thịt hiện đang rình mồi ở khắp nơi. Thật sao? À, tôi nghĩ ra một cách. Bác hãy mở củi cho tôi ra ngoài. Tôi hứa sẽ theo sau bảo vệ bác. Không con vật nào có thể động đến một sợi tóc của bác. Bác tha hồ mà kiếm củi, không phải lo gì hết. Được không? Nhưng nếu ta mở cửa cho ngươi, ngươi sẽ ăn thịt ta mất. Sao bác lại nghĩ xấu về tôi như vậy? Bác là người có ơn lớn với tôi, đã cho tôi ăn sau 3 ngày nhịn đói, lại còn mở cửa củi thả tôi về rừng. Làm sao mà tôi có thể lấy oán báo ơn, ăn thịt bác được chứ? Nhưng mà tôi xin thề với vị thần của rừng xanh, nếu bác Tiều cứu tôi ra khỏi cái củi này, tôi hứa sẽ không ăn thịt bác. Còn nữa nha, tôi sẽ bảo vệ bác khỏi những con vật hung ác khác trong rừng. Tôi là chúa Sơn Lâm tiếng tăm lừng lẫy. Từ xưa đến nay, tôi chưa bao giờ nói dối. Bác hãy mở cửa cho tôi, suốt đời tôi sẽ không quên ơn bác đâu. Thôi được rồi, ngươi đã nói thế thì ta sẽ mở củi cho ngươi. Thoát ra được rồi. Đừng gầm gừ nữa, tiếng của người to quá làm ta điếc cả tai. Ồ, xin lỗi, tiếng của ta làm người khó chịu ư? Bây giờ ta không chỉ muốn gầm, ta còn muốn ăn thịt ngươi nữa cơ. Ngươi vừa mới thề thốt với thần rừng xong, giờ đã nuốt lời ư? Ngươi sẽ bị thần rừng trừng phạt. Ta đâu có nói nếu nuốt lời sẽ bị trừng phạt gì đâu. Ta không nuốt lời, nhưng cái bụng đói của ta thì sẽ nuốt hết. Không cần biết phải trái gì hết. Ta nhịn đói đã mấy ngày nay, giờ ta cần có sức để về hang. Vì thế, ngươi hãy nộp mạng cho ta đi. Dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của ngươi. Ta chính là thần rừng đây. Vì sao các ngươi tranh cãi trên đất của ta? Hãy kể hết đầu đuôi câu chuyện, ta sẽ phân xử cho rõ ràng. Dạ, thưa thần rừng, chuyện là thế này ạ. Làm gì có chuyện ấy? Tôi đang ngủ ngon lành trong căn nhà kia thì tên này ở đâu đến quấy rầy tôi? Hắn không chỉ phá giấc ngủ của tôi, còn tìm cách đuổi tôi ra khỏi nhà nữa. Vì thế, tôi phải ăn thịt hắn để trả thù. Thật thế à? Vậy thì đúng là ngươi có thể trả thù hắn vì dám xâm phạm chỗ ngủ của ngươi. Nhưng ngươi to lớn như vậy, làm sao có thể chui vào trong một chỗ chật hẹp như thế kia được? Ta không tin. Nếu ngài không tin, tôi sẽ vào lại căn nhà kia cho ngài xem. Bây giờ thì ngài đã tin chưa? Trời ơi! Sao ngài lại lừa tôi? Ngươi đã thề thốt với ta điều gì vậy mà dám nuốt lời, lấy oán trả ơn với người đã cứu ngươi? Cho ngươi ăn, ta đến để trừng phạt ngươi. Giờ thì ngươi đừng mong ai cứu ngươi nữa. Thưa thần rừng, con biết lỗi rồi ạ. Xin ngài hãy tha cho con đi mà. Ngươi thấy chưa?
đây là một bài học quý dành cho ngươi. Nhân hậu, giúp đỡ người khác là tốt. Nhưng hãy nhớ rằng, đừng bao giờ nhân hậu hay giúp đỡ với những kẻ lòng muôn dạ thú. Dạ, cảm ơn thần rừng. Tôi đã hiểu rồi ạ. Xin lỗi bác, tôi trót dại. Bác làm ơn làm phước cứu tôi một lần nữa đi. Lần này tôi hứa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.